Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại mặt tiền đường Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên hình đây là con đường 3 tháng 2, đoạn này cắt với Lê Đại Hành. Ở bên kia thì chúng ta sẽ có Lotte Mart. Thì đoạn này cắt với Lê Đại Hành và đường Phó Cơ Điều nha các bạn. Mình sẽ quay đường Phó Cơ Điều cho các bạn cùng tham quan. Ở bên kia thì chúng ta sẽ có đường Lê Đại Hành nha các bạn. Đây, bên này chính là đường Phó Cơ Điều. Con đường này nối từ trung tâm của quận 11 sang đến quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đoạn này thì đường một chiều, nhưng về hướng đường quận 5 thì là hai chiều nha các bạn. Trên đường Phó Cơ Điều này thì chúng ta sẽ đi ngang qua chợ Thiết. Khu này bán vàng bạc trang sức đá quý rất là sầm uất, là trung tâm vàng bạc trang sức nổi tiếng bậc nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên nhà cửa rất là sang xét. Và khu này buôn bán rất là tấp nập nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Căn nhà này hướng quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của nó. Hiện trạng đang xây mới, hoàn toàn mới luôn nha các bạn. Mặt tiền ngang 4m4, chiều dài là 23.8m, nở hậu 16m nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình tham quan tầng hầm của căn nhà này. Các bạn có thể nhìn thấy tầng hầm đi vào khá là rộng rãi nha các bạn. Có xây dựng thang máy đầy đủ. Và vào ở phía bên trong thì các bạn thấy rất là rộng rãi nha các bạn. Đây, bên trái thì chúng ta sẽ có một khu vực thang máy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có khu vực tầng hầm, các bạn có thể nhìn thấy. Khu vực ở phía sau này nở hậu tới 16m. Nên rất là rộng rãi, xe hơi có thể vào đây, có thể quay đầu thoải mái nha các bạn. Vị trí này rất là đẹp nha các bạn. Vị trí ngay bệnh viện Đại học Y Dược, ngay bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Răng Hàm Mặt và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nha các bạn. Cạnh bên chợ lớn, chợ Tân Thành. Chợ Tân Thành này là bán phụ tùng xe máy và ô tô nha các bạn, rất là nổi tiếng. Cạnh bên chợ Kim Biên và chợ lớn. Vị trí rất là đắc địa, ngay trung tâm của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trạng căn nhà này đang xây mới, có rất là nhiều phòng nha các bạn, phù hợp cho những anh chị và các bạn nào mình mua về làm văn phòng hoặc là làm phòng khám, spa thẩm mỹ hoặc là làm bệnh viện đa khoa, bệnh viện tư nhân nha các bạn. Thì căn nhà này thiết kế rất là phù hợp để các anh chị và các bạn là mình làm bệnh viện hoặc là phòng khám nha các bạn. Đây, mình sẽ quay khu vực cổng bảo vệ cho các bạn cùng tham quan. Đây, bước lên cầu thang. Chúng ta sẽ có khu vực tầng trệt nha các bạn. Mặt tiền thì ngang 4m4, chiều dài là 23.8m và nở hậu 16m nha các bạn. Tổng diện tích công nhận là 322m2 và tổng diện tích xây dựng là 204m2. Căn nhà này gồm có một hầm, một trệt, 3 lầu, một sân thượng nha các bạn. Đây, đây là khu vực cầu thang. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có hai phòng. Dưới cầu thang thì chúng ta sẽ có một khu vực toilet. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một khu vực giếng trời nha các bạn. Vì theo quy định xây dựng mới được ban hành vào đầu năm
nên hiện tại căn nhà này phải chừa một cái giếng trời khá là lớn. Anh chủ này cũng đã thiết kế sẵn rồi. Nếu mà sau này hoàn công thì mình có thể xây thêm những phòng ở đây. Nếu mình muốn làm thêm nhiều phòng để có thể làm một bệnh viện hoặc là làm phòng khám cho nó rộng hơn thì mình có thể xây ở đây. Đây là mặt trước nha các bạn. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai phòng. Ở bên kia thì khu vực toilet nha các bạn. Đây là khu vực xuống tầng hầm. Khu này mình cũng có thể ngăn làm một phòng nha các bạn. Còn phía bên trong này thì chúng ta sẽ có hai phòng. Mỗi phòng đều có một toilet riêng nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy phòng khá là rộng, có toilet riêng. Anh chủ thiết kế căn nhà này rất là phù hợp để mình kinh doanh mở phòng mạch, mở phòng khám, bệnh viện đa khoa, thẩm mỹ, spa đều rất là đẹp nha các bạn. Hoặc là làm văn phòng. Đây chúng ta có thể thấy được khu vực toilet khá là đẹp. Mỗi phòng đều có một toilet riêng nha các bạn. Đây, mình sẽ quay ở bên ngoài này cho các bạn cùng tham quan. Đây là khu vực xuống tầng hầm. Ở bên này chúng ta sẽ có một khu vực toilet nữa nha các bạn. Khu vực khách ở dưới này chúng ta sẽ có hai toilet. Tiếp đến thì mình sẽ quay khu vực lầu 1 cho các bạn cùng tham quan. Ở bên này thì chúng ta sẽ có phần giếng trời nha các bạn. Nếu anh chị và các bạn nào mình muốn sau khi anh chủ nhà xin được giấy phép hoàn công rồi thì mình có thể xây ở trong bên trong này. Đây, mình sẽ quay khu vực lầu 1 cho các bạn cùng tham quan. Khu vực lầu 1 này gồm có 4 phòng nha các bạn. Mỗi phòng đều có một toilet riêng. Đây là khu vực phòng số 1. Tiếp đến ở phía trong này chúng ta sẽ có 3 phòng. Đây, bên này 2 phòng nữa. Mỗi phòng đều có một toilet riêng. Khá là rộng rãi nha các bạn. Phù hợp để xây văn phòng, phòng khám hoặc là căn hộ dịch vụ hoặc là khách sạn nha các bạn. Mỗi phòng đều có một toilet riêng nên mình xây khách sạn cũng khá là hợp lý. Bên này chúng ta sẽ có khu vực thang máy. Thang máy cũng khá là lớn nha các bạn. Sức chứa tối đa là 8 người. Đây là khu vực phòng ở phía trước. Toilet nha các bạn. Phòng phía trước này khá là rộng nha các bạn. Đây là khu vực ban công ở phía trước. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến khu vực lầu 2. Lầu 1, lầu 2, lầu 3 thì có thiết kế giống nhau nha các bạn. Mỗi tầng vậy đều có 4 phòng. Đây, mình sẽ quay khu vực lầu 2 cho các bạn cùng tham quan. Cũng tương tự giống lầu 1. Gồm có 4 phòng, ở phía sau chúng ta sẽ có 3 phòng. Và phía trước có 1 phòng. Tương tự nha anh chị và các bạn. Đây, phía trước này chúng ta sẽ có một phòng cầu thang bộ và thang máy.
Tiếp đến phía sau này chúng ta sẽ có 3 phòng. Tương tự, thiết kế tương tự như lầu 1 nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có một phòng nha các bạn. Tiếp đến thì chúng ta bên này chúng ta sẽ có 2 phòng. Mỗi phòng đều có một toilet riêng đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng này nha các bạn. Phòng phía trước có một toilet bên tay trái. Trước thì cũng có một khu vực ban công y như cái phòng ở phía dưới nha các bạn. Đây là khu vực ban công. Đây là khu vực thang máy nha các bạn. Thang máy khá là rộng nha các bạn. Mình sẽ quay khu vực thang máy cho các bạn cùng tham quan. Được thiết kế mới. Thiết kế mới toàn bộ nha các bạn. Đây là khu vực lầu thứ 3. Căn nhà này gồm có một hầm, một trệt, 3 lầu và một sân thượng nha các bạn. Lầu thứ 3 này thì cũng tương tự như lầu 2 và lầu 1. Tiếp đến thì mình sẽ quay khu vực sân thượng cho các bạn cùng tham quan. Đây là khu vực sân thượng. Khu vực sân thượng này cũng khá là rộng nha các bạn. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một khu vực. Đây, ban công ở phía trước. Gồm có 2 khu vực ban công. Ban công phía trước và ban công phía sau. Mình có thể làm thiết kế lại sau này 1-2 phòng nữa vẫn ok nha các bạn. Đây, phía sau này chúng ta sẽ có một khu vực ban công rất là rộng luôn nha các bạn. Đây là khu vực ban công. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 63 tỷ. Hoặc là cho thuê 230 triệu một tháng. Nếu anh chị và các bạn nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra, để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông. Các bạn hãy tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.